Triều Tiên kêu gọi tự lực cánh sinh giữa vòng vây trừng phạt. Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc, trong những tuần gần đây, Triều Tiên liên tục kêu gọi người dân tham gia chiến dịch tự lực cánh sinh. Động thái này của Bình Nhưỡng dường như nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết dân tộc, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán hạt nhân và không chấp nhận nới lỏng trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong khi đó, các dự án hợp tác Trung Hàn Triều vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển về thực chất. Trong một bài xã luận đăng tải hôm nay 28 tháng 4, Ro Dong Shin-mun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi người dân đi theo sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng một nền kinh tế tự lực tự cường, giữa lúc Triều Tiên liên tục chịu sức ép của các lệnh trừng phạt. Củng cố vững chắc bộ máy lãnh đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng nhằm dương cao ngọn cờ độc lập và tự lực cánh sinh, đồng thời thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Ro Dong Shin-mun nhấn mạnh. Đặc biệt, trong xu hướng chính trị hiện nay, khi mưu đồ suối bảy trừng phạt của các thế lực thù địch ngày càng trở nên rõ ràng hơn, ngọn cờ độc lập và tự lực cánh sinh càng phải dương cao hơn, Ro Dong Shin-mun cho biết thêm. Imin-jokiri, một trang web tuyên truyền của Triều Tiên, cũng kêu gọi tinh thần tự lực cánh sinh, khẳng định đây là cách duy nhất để xây dựng con đường dẫn tới tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên. Ngọn cờ tự lực cánh sinh là động lực thúc đẩy, cho phép dân tộc chúng ta giành được kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian ngắn khi phải đương đầu với những thử thách cam go nhất, Imin-jokiri kêu gọi. Imin-jokiri cũng chỉ trích kế hoạch của Mỹ và Hàn Quốc khi tiến hành tập trận chung vào mùa hè. Cuộc tập trận là một thách thức đối với đất nước chúng ta, cũng như cộng đồng quốc tế và vi phạm nghiêm trọng các tuyên bố liên triều. Đây là ngọn lửa khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và đẩy mối quan hệ Hàn Triều tới mức thảm họa, Imin-jokiri cảnh báo. Triều Tiên vẫn đang tìm cách thuyết phục Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa từng phần. Tuy nhiên, Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi dỡ bỏ trừng phạt. Thành đạt. Theo Yonhap, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.